nó đi đường nó không có nước một cái này ấy ngay mày lần nãng vào tổ kiến đây cho các ông xem xong rồi ông kia ông lại còn gọi điện nhưng mà đi đường kiểu nó gió nó tạt đấy nó này không được ấy rồi. Cái bông kia thì đẹp quá nhưng mà vứt ở nhà ông anh, à vườn của ông anh này, này dụng đi đường dụng thơm lắm này, cực thơm luôn. Đây nụ của nó đây. Đấy, nụ của nó đây to phết này. Đấy, hoa đây. Đấy, cái bông lúc trước thì nó to hơn gang tay cơ. Đấy, để cho các bạn biết xen đất xen cạn. Còn giá thì đây có mấy cỡ đây. Còn cái bọn này thì tôi sẽ nói cho các bạn cái quy trình sản xuất nha. Quy trình sản xuất của cái bọn này có mỗi cái là tôi bảo rồi. Tôi bảo rồi là cái trong cái truyền thuyết của mình ấy. À cái bông này là cái nụ đấy chứ, lúc ấy là cái nụ ấy chứ. Đây. Bên trong này. Nó nụ của nó rất là to. Cái đài của nó là tạo hương thơm này. Đây. 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 Cái cánh của nó cũng rất là to nha. Đấy, còn cái sản phẩm như này là giới thiệu cho mọi người biết. Đấy, này. Khá là đẹp. Mùi thì nó mùi thơm. Thơm thì cái thủy nó bảo giống cái mùi mẹ gì ấy. Mùi ngọc lan hay mùi gì đây. Đây là hai cái cỡ chính để bán. Còn anh em bán được những cái cây này còn gần chục triệu hoặc hơn. Cái việc sản xuất bên Trung Quốc là như thế này này. Tôi có mỗi cái là tôi cũng bảo cho các bạn này. Rõ ràng là trong ca dao tục ngữ của mình thì có hai cái bài hát là hôm nay tắt hôm qua tắt nước đầu đình bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Và cái câu là đấy xong rồi em nhặt được thì cho anh xin đây. Xong rồi thế nọ thế kia đây. Còn một câu nữa là cái đéo gì nhỉ? Lên chùa bé một cành sen này, ăn cơm bằng đèn đi cấy sang răng. Con trẻ con bây giờ là nó không chắc nó không biết bài cái bài ý. Đây là cái hàng cây dâu giống thì nếu mà các bạn lấy về các bạn trồng ấy thì có mấy chục nghìn thôi. Con phải hỏi xem cái thủy nó chốt giá theo số lượng các bạn lấy là bao nhiêu tiền. Việc sản xuất của cái cây sen đất mấy cả sen cạn với bạch niên sen này thì là ghép trên cái cây ngọc lan. À cây mộc lan. Đấy, mộc lan này thì là cái câu có thể là cái mộc lan dại đây này. Bên Trung Quốc nó ghép đây này. Đấy, về là các bạn những cái lá ngọc mộc lan này là các bạn vặt đi. Đấy, mai sau nó cũng ra mộc lan thôi. Thì cái cây giống đây. Đây, ghép đây, bên Trung Quốc nó ghép đây. Đấy, còn về có thể các bạn chiết hay cắm cành đấy là tùy các bạn. Về các bạn có thể trồng nó cao lên trên này này. Đấy, để mai sau nó trồng cao lên như thế này này để các cái mầm mộc lan này nó không mọc. Đây là cái cây gọi là cây mộc lan. Đấy. Còn thực tế ra thì các bạn nếu mà trồng cái loại này để mai sau làm kinh tế thì thực tế này nói chung là không đọa được mấy hàng tàu đâu, tôi nói thật. Tại vì các bạn biết là cái loại này mà hôm trước mà cái thủy nó bán cho khách 10 cây mà mỗi cây có hơn triệu rồi. Cho nên anh em ở trên mạng hoặc các bạn mua thì có thể nó lên đến 7 triệu hoặc chục triệu một cây này này. Nhà chùa lớn ngớ là không biết là khéo mua chục triệu hơn chục triệu một cây như này. Nhưng mà bây giờ nếu mà mua lẻ thì chắc cái thủy nó bán cho chắc là 2-3 triệu gì đấy, 3 triệu hoặc 2 triệu rưỡi. Thì cái cây này nó cao, đấy, nó đổ mẹ mất rồi. Cái thân này nó bằng ngón tay. Đấy là để cho anh em mà làm kinh tế thì có thể là anh em trồng cái này. Xong rồi lên chùa, xong rồi môi giới cho các ông sư ở trên chùa để bán cho các ông sư ở trên chùa ấy. Hoặc ở đình ấy, để kiếm thêm thu nhập. Chứ còn nếu mà ở Việt Nam mình mà trồng cây này để lên được cái cây này ấy, thì các bạn không đọa được mấy hàng tàu đâu. Mẹ còn cầu lên cầu xuống còn phọt cất để lãi ra bán được có mấy ấy thì là mệt. Đây các bạn biết cái cây này nó cao, nó tầm cao khoảng tầm 1m1, 1m2. Đấy, còn quy trình của nó là bên Trung Quốc là nó ghép cái cây mộc lan. Đây cây mộc lan. Đấy, ghép về mà thấy các cái mầm gốc như này là vặt đi từ cái mắt ghép này này. Đây, từ cái mắt ghép này là nuôi này đây này. Còn đâu là các cái mầm gốc này là vặt đi, nó là mộc lan. Đấy, cho các ông không biết thì có thể các bạn tra lên trên mạng là mộc lan là gì. Đấy, ở bên Trung Quốc là hoa mộc lan đấy. Cái cây giống thì cao hơn mét. Thân nó bằng ngón tay. Có mấy chục nghìn. Đấy, còn nếu mà đôi khi các bạn lấy cái loại này xong rồi trồng ra ruộng ấy. Thì nói thật ra là cạnh tranh với hàng tàu nó khó ạ. Gốc bọn tàu toàn 9-10 phân như này có. Nói chung là cái thủy nó bán cho khách thì
Bây giờ để hỏi xem nó giá lẻ là bán bao nhiêu. Cái hàng này có mấy chục nghìn là hàng giống. Còn hàng làm hàng công trình thì nói chung là khi mà bán lẻ này là một chuyện khác. Tôi mới bảo là các ông, đôi khi là các ba ông ở trên mạng khéo người mua cái này chục triệu, hơn chục triệu cơ mà. À, hiểu chưa? À, cái bọn nhoay nhoay ấy, tao tính gì chúng mày đâu mà. Đây, hoa của nó đây. Đấy, dành cho anh em mà mới vào mà không biết. À, mấy cái bọn nhoay nhoay này nó theo cái kiểu gọi là nó áp bức bóc lột, xong rồi nó bắt nạt mình, xong rồi nó quấy rối mình ở trên mạng đấy mà. Đóng góp cái mẹ gì cho mình đâu. Rồi các ông cũng bị ảnh hưởng. Khổ lỗi bọn ấy nó ảo tưởng lắm. Các ông cứ nghĩ là tôi ảo tưởng hay là các cái TikToker nó mới ảo tưởng, nhưng bọn ở trên mạng, bọn nhoay nhoay nó cực kỳ ảo tưởng nhá. Nó cứ như là bố con chó sồm ấy. Như cái cây này mày bán lẻ bao tiền? 3,5 triệu à? Lấy cái thước đo gốc đi. Chiều cao của nó thì nói chung là nó phải cao tầm, nó phải cao đến 5 mét đi nhỉ. Nói chung từ 4 đến 5 mét. Đo gốc ra xem gốc vanh bao nhiêu nào. Nó bán lẻ 3,5 triệu. 5 mét. Nói chung là nhận từ 4 mét đến 5 mét. Đấy, bỏ quên chiếc áo là trên cành hoa sen mê em nhặt thì được cho anh xin đây. Bao nhiêu? Vanh 29. Vanh 29 thì nó rơi vào bao nhiêu nhỉ? 9 phân à? 27, 9 phân. Ở dưới nó vẫn là hàng ghép mà bên Trung Quốc nó vẫn là hàng ghép. Còn đấy như các anh em mà ví dụ như thằng Hiền Tô bây giờ nó xem cái loại này mà bảo là Vanh 26. Nhưng mà gốc có 8 đến 9 phân. Bảo cái loại này lại còn hàng bịch này. Xong rồi trồng cây này xong rồi để mai sau mà bán lẻ 3 triệu với 3 triệu rưỡi thì chắc là không ăn thua. Đấy, mà em nó có bán được lẻ đâu, em nó lại bán cho khách số lượng thì nói thật ra là nhập về thì nếu mà khách người ta mua số lượng thì có hơn triệu thôi, nhưng mà cái chính là có mua được số lượng hay không. Đấy, mua vài cây thì là ví dụ 1-2 cây thì cái thủy nó bán cho 3,5 triệu. Đây là cái ná, gọi ná ở dưới cái mầm gốc là nó ná là mộc lan nhá. Toàn 9-10 phân này, còn hàng bịch này. Đấy, các ông mà làm kinh tế như bọn này thì các bạn cứ xác định là thôi cứ trồng ra ruộng. Lấy cái hàng này là gọi là mấy chục mấy cả thế nọ thế kia lấy nhiều vào. Xong rồi trồng ra ruộng, xong rồi tranh thủ lên chùa là cứ gõ mõ tụng kinh, xong rồi quen biết mấy ông ở trên chùa ấy. Xong mai sau là được những cây như này thì mai sau bán cho nhà chùa. Còn các cái hàng này hàng nhập Trung Quốc ấy. Được cái bọn này nó trồng mà nó đéo ra rễ nhá. Đấy, tức là rễ bọn này là nó rễ nó ở trong cái bịch này. Bọn Trung Quốc nó giỏi lắm. Tôi bảo cái cây to như thế này mà sao bọn dở hơi này nó trồng mẹ đéo có ra, đéo rễ nó ra không ra ngoài này. Đấy là cái mô hình mà cũng lỗ tiền tỷ mỗi năm đấy, nếu mà anh em mà có lấy giống về trồng. Còn cái hàng công trình này thì các bạn cũng phải xác định là nó mất nhiều chi phí gọi là đánh rồi vận chuyển. Như bên Trung Quốc thì nó là cái. Còn một cái vấn đề mà tôi cũng đau đáu, tôi không mà bảo là không hiểu tại sao ấy. Là như các cái hai cái bài hát ở trong truyền thuyết như thế thì tại sao ở Việt Nam mình bây giờ quay cho các ông là các ông không biết. Đấy, thế là do là chắc là cái đợt mà cải cách văn hóa hay là cái đéo gì đấy. Chắc là bà con mình hoặc là thế nọ thế kia bà con mình chặt mẹ hết. Thế bây giờ các cái nguồn cây này toàn phải nhập bên Trung Quốc rồi. Hoa đẹp. Đây ra cho các ông xem hoa. Nhưng mà hoa tôi vặt thế là nó thiếu nước, bây giờ nó rũ rồi. Đấy, toàn gọi là từ 8 phân. Vanh nó đo 2 cây thì 1 cây 29, 1 cây 26. Cao cây thì tầm 5 mét. Cao cây 5 mét có thoát thân. Đây hoa đây. Hoa nhưng mà các cái bông này là bông tôi ấy thôi nhá. Đây là cái nụ. Xong rồi tôi vặt ra. Đấy, đây là sen đất sen cạn đây. Hoa thế là bây giờ nó héo rồi, nụ của nó đây. Đi đường nó lại tạt gió mới thế nọ thế kia đây, nụ đây. Hoa của nó đáng nhẽ nó đẹp hơn nhiều, nhưng mà đi nó bị ấy này. Thơm. Bọn này nó rất thơm nhá. Còn chu kỳ nạp hoa thì tôi không biết. Đấy, tôi chỉ biết là đấy các bạn xem một cái video thực tế mà sen đất sen cạn với bạch niên sen. Xong tôi nói là có hai loại, một loại cây giống để trồng, một loại đây là cây gọi là cây công trình và về các bạn trồng luôn. Thì hàng của nó là hàng sẵn bịch. Cái gì nó bảo là bán lẻ là 3,5 triệu một cây. Đấy, đây lá của nó thì ở dưới là nó. Đằng sau nó màu tím tím như là cái cây vú sữa của mình ấy. Nó có lông như này. Đấy, hiểu chưa? Nhưng mà ít nông hơn vú sữa hay sao nhỉ? Đấy, để các bạn nhận ở trên mạng không à. Mà mua cây ở trên mạng rồi cuối cùng nó giao mẹ cho cây vú sữa lại cứ tưởng là cây bạch niên sen rồi trồng phọt cứt ra không ra hoa. Đấy, nụ của nó đây này. Cái tầm này là nó đang hoa, nó đang nụ mới đang hoa. Hiểu chưa? Còn các cái hàng này là lấy về.
trồng như cái cây này ấy thì thực tế là về là cũng có hoa. Những cái cây này là mới lấy mới nhập từ Trung Quốc về, xong rồi vừa mới cho lên trên bịch. Thế là như các cái hàng ghép này thì anh em thường biết là kể cả các bạn mua cây ăn quả ấy, những cái hàng ghép này về thì nó có hoa luôn ấy. Nhưng có một cái là cái hàng này là vừa mới nhập Trung Quốc cách đây có mấy tháng. Cho nên là muốn có hoa thì phải đợi năm sau. Đây. Chứ còn nếu mà để mà lâu có hoa thì người ta đã đấy. Đây là tất cả những cây ghép này. Thì về là nó sẽ có hoa luôn đấy. Nhưng mà cái hàng này thì thực ra là hàng giống ấy. Hàng giống chỉ bán số lượng nhiều để cho anh em nó lấy về trồng thôi. Chứ không bán lẻ. Bán lẻ là như cái loại cái kia. Tôi mới bảo là cái này để cho các bạn, ví dụ như có những người ta bảo là muốn mua cái cây này về trồng xong rồi để làm kinh tế thì thế nào, thì tôi bảo các bạn có xác định là các bạn về trồng thì các bạn bán cho ai. Chứ còn cái giá trồng ở trong nước là giá nó cũng cao lắm. Đấy, giá trong nước nó cũng cao ấy. Ở dưới này là người ta bên Trung Quốc là nó ghép của cái cây mộc lan. Đấy, còn về các bạn có thể chiết hay cắm cành thì tôi không biết. Nhưng tôi cũng nói rõ là cái cây này ở bên Trung Quốc là nó ghép cây mộc lan. Mộc lan thì cái cây mộc lan này, cái cây này là nhập Trung Quốc được có mấy tháng ấy, nó chưa ổn định để nó ra hoa. Còn mùa này là mùa ra hoa của nó đây này, cao hơn mét, tầm mét 1, mét 2. Còn các cái hàng này thì các bạn, nói chung nếu mà mua ở trên mạng thì thường chắc cái cây này ở đây mà tôi báo mấy chục thì thường anh em chúng nó phải bán tầm 250. Đấy, kiểu 200, 250. Chứ không có cái giá mấy chục đâu. Thấy tôi báo như thế thì các bạn phải mua số lượng như thế nào thôi chứ. Được chưa? Thì cái thủy nó mới bấy chứ không phải là mua một cây mà được cái giá ý. Cho nên là tôi có nói cụ thể đâu, tại vì là còn tùy theo người ta lấy số lượng như nào. Chứ mình bây giờ mình không bán lẻ cái loại này, thế nào mình báo toạc ra thế nào anh em chúng nó cũng khó bán. Đó là tại sao thằng góp nhặt cát đá báo như thế mà mày lại báo là giá 200 hoặc là thế nọ thế kia, thì người ta còn phụ thuộc cái việc người ta bán lẻ ấy. Chứ còn bây giờ khách hàng của tôi thì tôi cũng muốn là các bạn mua thì cứ cung tiến cho chùa hay thế nọ thế kia, thì các bạn cung tiến cây này chứ các bạn cung tiến cái cây bằng mắt muối thì mình mua 30 cây bé có bán không? Bảo cái thủy ấy xem nó có bán không? 30 cây thì để xem nó báo giá như thế nào. Ừ. 30 cây 100.000 một cây. Nó bảo thế. Ở trên TikTok thì có 3 số, thì trừ cái số 4586, cái đuôi 4586 của tôi ra. Thì hai cái số kia kìa, cái số cái đuôi của nó là cái số đuôi 210 ấy. Đấy, bán hàng như này không phải không ship code đâu nhá. Còn tùy các ông nói chuyện với nó thế nào, xong rồi cách làm việc, xong rồi vận chuyển ra sao. Còn bán hàng như này tôi không ship code, cho nên là các ông tin thì mua, không tin thì thôi. Quay cho các ông vui chơi thôi. Và bây giờ mua hàng này còn nói ship code nữa thì là không bán được. Hiểu chưa? Đấy, nó bảo 30 cây thì nó bán 100.000, cho 100.000 cây đây. Đây là những cái cây, kể cả cây to này nó cũng là cái hàng nhập Trung Quốc về. Đấy. Anh có khách chơi cây mít bàn trà không anh? Đầy khách. Những cái quan trọng nhất là ví dụ như là giá thế nào và cây ra sao ấy. Còn nếu mà tôi vẫn bảo với các bạn ấy, nếu các bạn chủ động cũng được, cái vấn đề tự bán hàng thì tôi đỡ mang tiếng. Đây cái gốc ghép của bên ý là nó là cái cây mộc lan nhá. Đây, cây mộc lan đây này. Thì các bạn có thể là tham gia các cái hội cây công trình, xong các bạn tự chụp ảnh cái cây của các bạn, xong các bạn báo giá công khai cho một đứa trẻ hay là ai đấy là đứng gốc cây để cho người ta biết to bé thế nào. Tự các bạn bán được thì đỡ mang tiếng. Đây hoa của nó đây. Mà quay cho các ông 2-3 lần hoa rồi. Hôm nay quay cho các ông mấy video rồi. Hoa của nó đây. Mẹ nó thơm phết nhá. Nó thơm kiểu Úc gì ấy. Đấy. Cái nụ này. Nụ này. Nói chung là so ra thì đình chùa mình trồng cái cây này cũng được. Đấy, bỏ quên chiếc áo là trên cành hoa sen đấy. Bọn Tin bây giờ nó có chắc là nó cũng chả biết được mấy cái bài đâu nhỉ. Đấy, bây giờ chúng nó thích là si tình với cái đéo gì ấy, chứ làm sao mà biết những cái bài ca dao là hôm qua tắt nước đầu đình được. Giờ những cái bài ấy thì nó bảo mẹ ông già mới hát bài ấy chứ. Đấy, sen đất sen cạn mấy cả bạch niên sen. Nói chung như cái bài này tôi tưởng là thu hút những ông sư sãi hoặc là nhà chùa hoặc là thầy cúng hay thầy bói hay là những cái người có xu hướng tâm linh, nhưng mà bây giờ toàn nhoay nhoay vào nó xem những cái cây này toàn gắn liền với đình với chùa, mình tưởng sư sãi mới bị cuốn hút chứ toàn nhoay nhoay vào xem. Nhoay nhoay thì bây giờ đến hai cái bài mà tôi cũng bảo ấy,
là hôm qua tát nước đầu đình này, xong rồi cái đéo gì à, lên chùa bé một cành sen này, làm sao mà chúng nó biết được. Giờ toàn si tình mấy cái đéo gì nhảy nhảy nhót nhót đấy chứ. Đấy, cái hoa này thì nó khá thơm nhưng tôi cũng chưa biết là nó thơm theo kiểu mùi gì. Nó thơm kiểu mùi gì ấy, mùi kiểu mùi đình chùa ấy. Đấy, mùi kiểu thơm thanh tao ấy, thơm kiểu thơm thư giãn ấy. Chứ nó không kiểu nước hoa mà trăm nghìn, à, mấy trăm nghìn một lít đâu. Đấy, nó cũng thơm. Đấy, cho các ông nghỉ nhá. Còn cái cách làm kinh tế thì nói chung là như cái hàng kia kìa. Các bạn về ấy cũng được. Nhưng mà trồng ví dụ như nhà như cái dòng này thì các bạn xem ra là tôi phải xem ra là cái dòng này nó nhanh lớn hay nó chậm lớn. Còn nếu mà như cây ngọc lan mình thì như các cái cây này thì chắc là trồng 3-4 năm là được một cây này. Có thể các bạn trồng về tầm 5-6 năm. Đấy, xong rồi các bạn cũng lên mạng, xong các bạn bán lẻ 3 triệu rưỡi. Ở đây nó là hàng bịch này. Thì cứ tùy các ông, làm hàng, nói chung hàng Việt Nam thì vẫn sẽ vẫn là người ta chơi thì người ta vẫn ưu tiên hơn là cái hàng nhập Trung Quốc. Tại vì nhập Trung Quốc nếu các bạn mà lấy giống ấy à, các bạn trồng về ổn định ở Việt Nam thì nói chung là nó vẫn hơn là cái hàng Trung Quốc. Tại vì các bạn bán được quanh năm. Còn đôi khi cái hàng nhập Trung Quốc này nó phụ thuộc cái lúc biên. Xong rồi về nhà thì đấy là do vận chuyển các thứ này, bầu biết các thứ nó không ấy này. Còn tùy đấy là cách mà các bạn kiếm tiền. Còn cái vấn đề mà tôi cũng nói cho các bạn là tôi không biết là tại sao mà cái các cái bài hát mấy ca dao ấy là cũng bao nhiêu năm ở Việt Nam không? Bài hát ấy cổ truyền của mình luôn. Nhưng tại sao ở mình nó vắng bóng bọn này? À, 1.000 người mình phát cho 1.000 người xem thì chắc là chỉ có 2-3 ông, đéo có ông nào biết luôn. Thật, chắc chắn một điều là trên TikTok chúng nó không biết đâu à. Các nhà vườn người ta cũng khéo cũng không biết. Mấy ông sư ông có biết thì biết chứ. Nhưng hôm nay mà tôi bảo là cái cây này thì thường là người ta cũng không biết đâu mà. Không biết, à không ai biết. Thôi được rồi, cho các ông nghỉ nhá. Cái này làm củi à? Bốc phét ít thôi nha anh này. Trong cái déo gì đây? Hero Pro, Hypro này. Xong rồi mày nửa đảo này. Mày lấy thằng mày với thằng Huấn nửa tao. David Beckham, mày không đi đá bóng hay mày không đầu tư cho bóng đá, mày vào trong cho Việt Nam tao, mày học tiếng Việt để mày trọ trẻ với ai hả mày? Mày có thằng Huấn nó lừa mày thì lừa, chứ còn tao lừa chúng mày được cái gì? Chúng mày có mua cây thì cũng đéo có tiền mà mua. Đôi khi thì chúng mày có biết cái mẹ gì đâu mà trọ trẻ. Vào đây toàn phỉ báng thánh thần ấy. Rồi chúng mày cũng sẽ trả giá sớm thôi. Đó bắt đầu tranh luận tiếp đi, làm gì có cái gì mà tiếp. Đây là cái cây này là cây sen đất, sen cạn. Cái hoa tôi vừa quay cho các ông kia kìa. Các cái ông nào phải sư sãi hoặc là theo cái kiểu tâm linh một tí mới nên tìm hiểu bọn này. Còn nói chung là bọn nhoi nhoi thì cứ tà lằng thì cứ tà lằng tiếp đi. Ôi ai cũng phải ngu, ai cũng phải trẻ con xong mới mai sau mới thành người lớn chứ bây giờ. Có phải là tự nhiên nó quen mình mà nó thành người lớn luôn được đâu. Nó cũng phải qua cái quá trình nó dậy thì xong nó mới lớn được chứ. Mà lúc đấy xem nay còn có cái thằng nó 2K6 nó cũng tự hào. Nó bảo tao 2K6 chắc gì chúng mày đã hơn được tuổi tao. 2K6, đây là cái cây giống như này. Còn về thì nó cũng là cái mô hình mà các bạn kiếm cũng là không biết là kiếm tiền tỷ mỗi năm hay nỗ tiền tỷ mỗi năm. Nếu mà cái loại này nó nên đọt nhanh như này. Tại vì cái đọt này mà một hơn một gang tay này. Đây này, từ chỗ này này là nó mới đâm. Mà các bạn biết cái cây này thì tôi cũng lúc trước tôi nói này, là cái hàng này vừa mới nhập Trung Quốc về. Mà các bạn biết nó lên như thế này là tức là cây này, cái giống này nó cũng là cái giống nhanh lớn chứ không phải chậm lớn đâu. Thế chắc là trồng những cái cây này khoảng 3-4 năm là được. Đấy, nó cũng là cái mà để cho các bạn xem đấy. Đôi khi thì trên mạng thì anh em chúng nó hoặc là người ta cứ dạy các bạn cách làm giàu ấy. Nhưng tôi nói chung là tôi nói cho các bạn những cái nó thiết thực hơn. Đấy, cái sản phẩm như thế. Cây mà cái Thủy nó bảo lấy 30 cây thì 100.000 một cây. Các ông liệu trồng khoảng 4-5 năm được một cây như này không? Để các ông cũng lên mạng, ông live stream xong rồi ông cũng lên hội nhóm, ông bán một cái cây này 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi là cái giá lên xe tại đây nhá. Là lúc mà ví dụ như các bạn mua là phải thuê cẩu. Còn nếu mà không thuê cẩu thì lại gọi mấy anh mấy bà ra xong rồi bê cái cây này lên. Hiểu chưa? Toàn nói phét. Mày có cây cu lầy nai gì đấy? Cu lầy nai kém quá, sao lại kém quá à? Ừ, vườn Hồng Vân. Cùng mấy là đây là ông Tài với cả mấy anh em mà. Đấy, cu lầy nai kém quá là lấy kém cái gì? Xong rồi thằng kia thì cứ nói chung là cái Thủy cũng nói phét, xong rồi tao cũng nói phét. Thế thì bây giờ mày ở trên mạng bây giờ mày tin thằng nào? Mày bây giờ mày nói luôn là thằng nào để mày tin nào? Để tao nói xem đứa nào nói không nói phét nào?
À, nói bây giờ nói bố mẹ mày ở nhà cái ông nói phét đi thì mày này lại không được vui cho lắm. Mẹ mình nói thật thì chúng nó không nghe, toàn bảo là nói phét. Bây giờ mày bảo tao nói phét thì mày phải bảo là tao nói phét ở cái điểm gì thì nó mới xác thực được chứ. Bây giờ lên mạng thì mẹ cứ kiểu kiểu hạ thấp uy tín mình xong rồi phỉ báng thánh thần thì tao cũng nói được. Nhưng bây giờ ví dụ như là tao nói phét ở điểm gì mày bảo là tao nói phét và cái thủy nó nói phét thì mày phải chỉ ra là đây là không phải cây sen đất sen cạn, đây là cây vú sữa chẳng hạn, thằng này nó biết cái gì. Hiểu chưa? Mẹ chúng nó có biết cái mẹ gì đâu. Chúng nó có biết cái gì đâu. Mẹ bọn này nó ngáo ngơ chiến trộm mấy cả toàn bọn kiểu mười mấy tuổi sóng biển rồi. Đó có đến khi tôi nói tôi bảo là mày bây giờ mày nói người khác nói phét thì mày phải chỉ ra cái quan điểm là theo tao thì cái này là mày nói phét. Thì là tôi cho nó im ngay. Nhưng lên mạng chúng nó cứ hổ báo thế này. À, chúng nó có thực chiến đâu. Còn nói cho các bạn nếu mà các bạn đau đáu về cái vấn đề này thì đấy là cái vấn đề mà các bạn trồng xong rồi các bạn thế nọ thế kia. Còn hôm nay là có cái sen đất sen cạn nó có cái bông hoa nên là cho các bạn xem xong rồi hai cái cỡ như thế này. Còn tùy theo các bạn mua ở đâu thì mua nhá. Đấy là vấn đề làm kinh tế rồi mua cái gì. Tôi ra gặp ông, có cây nào có hoa không anh? Cây ở đây là cây mới về thế là không có hoa. Chưa có hoa. Các bạn những cái cây này có lẽ phải đợi năm sau. Tầm này của năm sau thì ra hoa. Cây có hoa thì bây giờ anh Phong anh ấy bán là hơi cao. Đó một cái cây như này là anh ấy phải phạt cho tầm 7 triệu. 7 triệu đến chục triệu. Đấy. Toàn bốc phét để bán được cây. Mẹ mày cứ nghĩ là tao mày nghĩ là tao bốc phét hay là thế nào? Mấy cả cái người mua cây là người ta cũng phải hiểu, hiểu chưa? Mẹ bây giờ mà bốc phét mà bán được cây thì anh em chúng ta bốc phét đầy. Mẹ cái sản phẩm này nó có như là một sản phẩm 100-200 nghìn bao ship đâu mà. Mày mà bốc phét để bán được cây mới cả bán được sức lao động thì mày đi bốc phét hộ tao cái. Mày phải hiểu là những cái người người ta thuê chúng mày làm ấy, hoặc là bố mẹ chúng mày ấy, thực ra là bố mẹ của chúng mày cũng từng trải rồi. Mày xin tiền chơi game ấy, mày xin tiền nọ tiền kia là bố mẹ mày biết mày bốc phét luôn ấy. Tao trải qua rồi, kể cả con tao bây giờ xin tiền vào việc gì nó có bảo rời bảo biển. Nhưng thôi mình thương thì mình cho thôi chứ còn đầy hoa của nó này. Ông Đăng nhà anh Tài đúng không? Đúng rồi. Thằng này từ lúc phốt huấn có vẻ lỗi. Chán. Thôi cho các ông nghỉ đây. Mẹ nói chuyện với bọn này mệt lắm. Mệt lắm.